Hôm nay là thứ hai ngày 29 tháng 5. Hôm nay trời không đẹp lắm, nhưng mưa mưa rồi, không mưa rồi, không nóng lắm, không nóng lắm. Bây giờ mình luyện tập tiếng Việt. Luyện tập tiếng Việt. Trong ba quán cà phê thì tôi thích nhất là quán cà phê gần công ty, nhưng tôi quên mất tên rồi. Tôi thích vị xay lòng ngọt, hôm qua giá cũng dễ. Trong ba quán cà phê thì tôi thích nhất là quán cà phê gần công ty, nhưng tôi quên mất tên rồi. Tôi thích vị xay lòng ngọt, hôm qua giá cũng dễ. Trong ba quán cà phê thì tôi thích nhất là quán cà phê gần công ty, nhưng tôi quên mất tên rồi. Tôi thích vị xay lòng ngọt, hôm qua giá cũng dễ. Ok, Google. Trong ba quán cà phê thì tôi thích nhất là quán cà phê gần công ty, nhưng tôi quên mất tên rồi. Tôi thích vị xay lòng ngọt, hồng hoa giả cũng dễ. Mời cô gặp. Nhân viên quán cà phê đó đã quen mặt tôi rồi. Nhân viên quán cà phê đó đã quen mặt tôi rồi. Nhân viên quán cà phê đó đã quen mặt tôi rồi. Quen mặt mình là sử dụng mặt quen mặt và quên bí sai hô quen mặt cao sử Mình có chữ cô cả. Bài tập về nhà. Ora skudai ne. Bài tập về nhà. Quan hệ mật thiết. これは関係が密接である。密接な関係。Quan hệ mật thiết. Hồi. これは匂いがあるとかね。Hồi. Quen. これは推奨する、おすすめする。どうも。ひょうき。好奇心。あ、じゃあ今日はここまででしょうか。結局それ。